Trong một buổi tập mới đây nhất, trung vệ đội trưởng của tuyển Tây Ban Nha cố tình đụng vào chân của đồng đội rồi ngã lăn quay ra dưới sân. Sau đó anh làm hành động khiếu nại như đội phạt đền. Trong khi các đồng đội vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ramos đã choàng vai Nacho như muốn nhắc người đàn em quên đi sự việc vừa qua. Cụ thể, trong trận đấu mở màn với Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã va vào Nacho để có được quả 11m. CR7 sau đó còn gọi to tên Nacho, người đồng đội của anh ở Real Madrid, rồi nháy mắt cười trêu chọc. Ramos, Lucas, Nacho và Ronaldo đều là những đồng đội của nhau tại câu lạc bộ. Không rõ sau kỳ World Cup này, mối quan hệ của họ sẽ như thế nào khi cùng trở lại Real. Sự nhún nhọt nước mắt của Chicharito khi đội tuyển Mexico đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới tuyển Đức. Tối qua đã lượt Roman Torres, đội trưởng của Panama đã khóc khi quốc ca của nước này vang lên trong trận đấu gặp Mỹ tại World Cup. Đây chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc xúc động và đáng tự hào của các cầu thủ Panama cũng như người dân nước này. World Cup 2018 chính là lần đầu tiên mà Panama được góp mặt ở vòng chung kết. Thế nên các cầu thủ tỏ rõ sự tự hào và niềm hạnh phúc. Mặc dù để thua với tỷ số 0-3, nhưng nhìn chung đội bóng đến từ Bắc Trung Mỹ cũng đã có được những cơ hội ăn bàn rõ ràng trong trận đấu này. Hy vọng đội tuyển Panama sẽ có được bàn thắng cũng như điểm số đầu tiên tại sân chơi lớn nhất thế giới trong hai vòng đấu còn lại gặp Anh và Tunisia. Một vài video trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh chiếc phi cơ của đội tuyển Ả Rập Saudi đã bị cháy phần cánh khi đang bay trên không. Rất may là không có vấn đề gì quá nghiêm trọng và các cầu thủ Ả Rập Saudi đều bình an vô sự. Trước thông tin trên, Liên đoàn bóng đá nước này đã thông báo tất cả các cầu thủ đều an toàn sau khi gặp trục trặc kỹ thuật ở một trong những động cơ lúc hạ cánh. Đội tuyển Ả Rập Saudi đang trên đường di chuyển từ thành phố San Petersburg đến Rostov để tham dự trận đấu với Uruguay vào 22 giờ đêm mai. Ở trận đấu mở màn, đại diện đến từ bóng đá châu Á đã thảm bại 0-5 trước chủ nhà Nga, và nếu tiếp tục gục ngã trước Uruguay, họ sẽ phải cần sửa chữa chiếc máy bay đó sớm hơn để có thể trở về nhà một cách an toàn. Ngay sau khi tiền đạo Cristiano Ronaldo lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha cầm hòa Tây Ban Nha 3-3 ở trận mở màn World Cup, ban quản lý sân bay Madeira đã quyết định thay bức tượng của CR7 bằng một phiên bản mới đẹp mắt hơn. Trong khi một số người khẳng định tác phẩm này vẫn chẳng giống Ronaldo, thì nhiều ý kiến khác lại cho rằng sân bay Madeira không nên đưa ra sự thay đổi. Lý do là bản bức tượng hài hước trước đây của Ronaldo thực tế đã ghi dấu ấn quá đậm nét, tới mức bây giờ nó đã trở thành biểu tượng thu hút khách du lịch tới Madeira. Nisu Koti từ lâu luôn được biết đến là fan nữ nóng bỏng và luôn cổ vũ đội tuyển Peru một cách cuồng nhiệt trên khán đài. Tại kỳ World Cup 2018, Nisu cũng bay sang Nga để cổ vũ đội bóng quê hương. Thương hiệu fan nữ bóng đá nóng bỏng của Nisu đã được biết đến từ 3 năm trước khi Peru chiến đấu cho vị trí thứ 3 tại Copa America 2015 được tổ chức ở Chile. Cách đây 2 năm, cô nàng còn gây sốc khi hứa sẽ khỏa thân nếu Uruguay đánh bại Peru trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2018. Trận đấu đó, Edinson Cavani đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Uruguay giành chiến thắng. Dĩ nhiên, Nisu đã giữ lời hứa và cánh mày râu được một fan mãn nhãn. Dù chơi khá tốt nhưng Peru đã không thể có được dù chỉ một điểm khi nhận thất bại 0-1 trước Đan Mạch.